Xin chào mọi người đã đến với căn 4 phòng ngủ đẹp nhất Galleria. Yeah. Và mình là V Property đến từ Achieve Beauty VN. Hôm nay V sẽ giới thiệu cho mọi người một trong những căn 4 phòng ngủ vô cùng đặc biệt tại dự án Metropole Thủ Thiêm, nằm tại tòa nhà Galleria Residence. Như các bạn đã thấy thì Vi là đã từ bước vô là từ thang máy riêng của tòa nhà. Thì đây chính là phòng khách của tòa nhà. Thì hãy cùng mình đi một vòng khám phá ngôi nhà này có những gì đặc biệt nhé. Đây sẽ là kho. Khu vực kho này thì mình có thể sử dụng để đặt những cái đồ vật dụng trong nhà nằm tại đây. Ok, tiếp theo sẽ đến không gian của phòng khách. Ở đây chính là khu vực bếp ướt. Thì xin lỗi, đây là khu vực bếp khô ạ. Thì tại khu vực bếp khô này, buổi sáng mình có thể nấu những cái món ăn nhẹ cho chồng mình, người yêu mình hoặc là con cái mình trước khi mình đi làm. Tiếp theo đây chính là khu vực bếp khô để mình có thể thực hiện những cái món đặc trưng của người Việt Nam hình tại khu vực này. Thì ngoài ra nó sẽ có một cái lối thông gió ở ngoài đây. Vô cùng thông thoáng mà chỉ có duy nhất căn 4 phòng ngủ tại tháp này của mình mới có thôi. Ok, theo mình đi tới các phòng ngủ nhé. Thì trước khi vào phòng ngủ thì mình muốn giới thiệu sơ đến mọi người về cái view tuyệt đẹp của ngôi nhà này. Một cái điểm đặc biệt mà chỉ có Galleria có thôi chính là ban công. Thì ban công của căn 4 phòng ngủ tại Galleria to hơn rất là nhiều so với ban công của căn 4 phòng ngủ tại dự án Opera Residence, cũng nằm trực thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm. Thì mọi người có thể thấy là với cái khu vực ban công này, mình có thể set up một số cái bàn trà hoặc là mình có thể trồng luôn cả những hàng cây ở đây. Với một cái không gian vô cùng rộng lớn này thì mọi người có thể chiêm ngưỡng cái view cũng như là thưởng thức chiêu chiêu một chút vào mỗi buổi chiều sau khi đi làm về với cái view tuyệt đẹp này, mà mình có thể nhìn toàn cảnh thành phố đang phát triển nó sẽ như thế nào. Trước khi vào phòng master bedroom thì em xin giới thiệu với mọi người, đây chính là bồn tắm master bedroom đã được chị chủ nhà vô cùng xinh đẹp đã thiết kế lại. Thì mình có thể tắm ở đây và nhìn toàn cảnh thành phố, mà nói chung là khá là riêng tư ạ. Đây là phòng master của dự án, full kính từ trên xuống dưới để có thể tối đa view cho căn hộ của mình. Mời mọi người mà từ đây mình có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm sẽ vô cùng đẹp. Ngoài ra còn có thể nhìn được hồ bơi tiện ích của dự án nữa. Thì phía trước, như mọi người nhìn thấy phía trước đây, phía trước của căn hộ này, cái khoảng này của trước của mình sẽ là công viên. Thì sẽ không có một cái dự án nào để xây lên để che mất view trong tương lai của mình. Mời mọi người cùng mình đi dạo quanh một vòng các phòng ngủ còn lại nhé. Thì đây là phòng mình có thể set up để thành một cái lối làm việc riêng cho mình cũng được, với cái khu vực phòng này hoặc là phòng dành cho trẻ con. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Phòng này thì view cũng đẹp quý vị ạ. Nói thiệt là em thấy phòng nào đây nó cũng đẹp hết. Nếu mà em có tiền thì em nói thiệt là ước mơ của em mà có được ngôi nhà giống như thế này là có cuộc sống quá tuyệt vời rồi. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết. Xin mời mọi người đến với phòng cuối cùng. Thì cái phòng này là khá đặc biệt là bởi vì chủ nhà nó đã nới cơi nới rộng ra, nên đây sẽ là phòng, một cái phòng master thứ hai của căn hộ 4 phòng ngủ. Với khu vực phòng này thì mình đều có thể được nhìn trực diện về quận nhất hết. Tất cả 4 phòng ngủ tại căn hộ 4 phòng ngủ tháp Galleria Residence đều có view về Bitexco. Thì đã đi một vòng hết tất cả nhanh 4 phòng ngủ cũng như phòng khách và khu vực bếp. Thì căn hộ này đang được bán lại với giá là 55 tỷ. Giá cho thuê hiện tại là 5.000 đô và đang có khách chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Nếu như quý anh chị cần thêm thông tin về dự án thì hãy gọi cho em nhé. Em là V Property đến từ Achieve Beauty VN. Mua nhà hãy gọi em nhé, 091 906 1238.
Love you.